Huyện ủy Buôn Đôn vừa tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ huyện lần thứ 6 nhiệm kỳ 2020-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên đảng bộ huyện Buôn Đôn đã chủ động, thích ứng, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch theo hướng tích cực. Năm 2023, tổng giá trị sản xuất của huyện ước đạt khoảng 5.155 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2020. Tổng giá trị thu nhập xã hội đạt 2.444 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đạt 33,7 triệu đồng, tăng 13,14% so với năm 2020. Huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 468 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 692 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2020. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh, trật tự xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Buôn Đôn đã kết nạp được 194 đảng viên mới. Chất lượng tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên.